chúng tôi Nguyễn Hữu Ca xin chào quý khán giả đài truyền hình SBS. Để duy trì và phổ biến văn hóa Việt Nam, hôm nay cộng đồng Việt Nam trung tâm Florida tổ chức buổi lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng, nghĩa vị anh hùng dân tộc, nghĩa vị anh hùng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Bắt đầu buổi lễ là nghi thức chào cờ Việt Mỹ và Phúc Hội Nghiệp. Kế tiếp đoàn diễu hành tưởng niệm Trung Nghĩa Vương, và tiếp theo ông Nguyễn Quốc Hùng, chủ tịch cộng đồng Việt Nam trung tâm Florida, mọi lời chào quan khách và đồng hương, và ông tiếp. Hiện nay ở thế thù trong tiếp tay cho giặc ngoài, nói rõ ra là chính quyền cộng sản Việt Nam đang tiếp tay, đang làm tay sai cho Trung Cộng, lăm le bắn đứng nước ta. Bài học chống ngoại xâm của hai bà lại càng thêm ý nghĩa. Bài học trân quý này nếu được mọi người con dân Việt Nam thuộc nằm lòng, đất nước chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tay Trung Cộng. Nam phụ lão ấu noi cương ấy, diệt ngoại trừ gian giữ giống nòi. Tinh thần của hai bà như một lời hịch kêu gọi muôn dân phải chống ngoại xâm, chống tới cùng dù phải hy sinh tánh mạng. Lời hịch này hôm nay đang diễn ra ở quốc nội. Thật vậy, hôm nay ngày 5 tháng 3, ngày quốc nội vùng lên biểu tình khắp đất nước theo thể lời kêu gọi thống thiết của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Ngày quốc nội cứu nguy tổ quốc, ngày quốc nội réo gọi cộng đồng Việt Nam tự do trên thế giới yểm trợ tinh thần. Đáp lại lời kêu gọi đấu tranh bất khuất đó, cộng đồng Việt Nam trung tâm Florida chúng ta phải yểm trợ, chúng ta phải hoan hô ủng hộ. Kính thưa quý vị, tiếp theo đồng hương các hội đoàn đoàn thể lần lượt lên niệm hương với tâm nguyện nói theo gương hai bà, đồng hành và yểm trợ cho quốc nội vùng lên chống bè lũ bán nước hại dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cương quyết không để Việt Nam rơi vào tay Trung Cộng, toàn dân Việt cứu nguy tổ quốc. Phóng sự tạm chấm dứt. Nguyễn Phúc Trang và nhóm phóng viên SBS Orlando kính chào và hẹn lại phóng sự kế tiếp.